động đất có độ lớn 4.4 xảy ra tại Con Plong, Con Tum. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàng lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng ngày 22 tháng 9, trận động đất có độ lớn 4.4 xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Trận động đất trên xảy ra vào 7 giờ 45 phút 47 giây giây tại tọa độ 14.883 độ Vĩ Bắc, 108.303 độ Kinh Đông độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Trước đó, vào 23 giờ 21 phút ngày 21 tháng 9 và 5 giờ 4 phút 29 giây giây cùng ngày, khu vực này đã xảy ra hai trận động đất có độ lớn âm không cộng. Tại tọa độ 14.819 độ Vĩ Bắc 108.263 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,110 km. Các trận động đất trên không gây rủi ro thiên tai. Động đất tại khu vực huyện Con Plong xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4.7, xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 8 năm 2022. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, trên cơ sở số liệu động đất ghi nhận được cho thấy, khu vực tỉnh Con Tâm nói chung và huyện Con Plong nói riêng thuộc đới đất gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng, các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5.0. Viện vật lý địa cầu cũng thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này. Các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Con Plong. Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo, mức độ động đất tại khu vực này dù xảy ra nhiều nhưng chưa đến mức cảnh báo rủi ro. Người dân không nên quá lo lắng mà cần bình tĩnh, tuân thủ theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Đồng thời chủ động gia cố nhà cửa, tự trang bị thêm những kiến thức về phòng chống động đất. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền về các cách phòng tránh này, đồng thời thông tin rõ về cường độ, mức độ rủi ro của các trận động đất vừa qua cho người dân. Người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng. Các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh, đặc biệt khi có động đất xảy ra, chính quyền và người dân tại khu vực bị ảnh hưởng cần thực hiện nghiêm theo các quy định tại quyết định số 78-2007-QDTTG ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phòng, chống động đất, sóng thần.